Good morning. It's a historic day. Dengan bangga kami umumkan. Berat historis. We announce the latest bride. She has an amazing story of achievement over the years. Successes she attributes to her education. After graduating from one of the most distinguished universities, first working with the UN on solutions for global sustainability. Это решение, которое навсегда изменит наше отношение к окружающему миру. Mr. Young, you must be incredibly proud to see one of your former employees go so far. Well, we always knew she had talent and would go on to do great things in life. My next guest, ladies and gentlemen, has come up with a global solution that will allow us to reduce urban congestion by 300%. Well, if you think they're excited, check out what's going on. This is going to be an amazing story. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày sinh nhật nhóm và đồng thời là ngày mà chúng ta gặp gỡ nhau cuối năm. Mình thứ nhất là xin chúc tất cả các bạn đang có mặt ở đây cũng như các bạn đã đồng hành với nhóm trong cái thời gian vừa qua một năm mới thật nhiều sức khỏe, gặt nhiều thành công trên con đường mà các bạn đang đi và sẽ tham gia nhiều chương trình với nhóm hơn nữa. Sau đây thì mình sẽ xin gửi tới các bạn và nhóm mình một bài hát mà mình cũng rất là yêu thích trong các bài thánh ca của Hội Thánh. Mình xin phép được bắt đầu. Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật, Chúa thần ý a sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sơn cũng mọn hèn, dòng sông cả mây sâu có là mây đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biến tìm chỉ dâng tiếng ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thua, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm mong người đã đổ làm hy sinh. Lời cuối cùng thì thực sự thì mình rất là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa rồi đã tham gia các cái chương trình của nhóm. Và mình hy vọng là thời gian tới thì chúng ta sẽ cố gắng dành thời gian hơn nữa. Bản thân mình thì mình cũng rất là xin lỗi các bạn vì thời gian vừa rồi là có những cái công việc mà mình không tham gia được. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tối đa nhất có thể để tham gia đồng hành cùng nhóm. Và nếu mà có thể thì mình sẽ đóng góp những ý kiến để nhóm phát triển. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Tiến, một thành viên trong gia đình yêu thương và phục vụ. Hôm nay là ngày gì các bạn có biết không? Chắc hẳn các bạn cũng biết. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Ngày mà gia đình nhỏ của chúng ta đi vào hoạt động vừa tròn một tuổi.
trong một năm vừa qua thì nhóm cũng đã bắt đầu có những bước đi đầu tiên qua một số chương trình như chương trình yêu thương cho em ở đội cấp, dành tình yêu, niềm vui, qua chương trình trung thu đối với các em nhỏ tại trung tâm hy vọng Tiên Cầu. Và hơn hết là chúng ta đã cùng nhau thức đêm để đồng hành trong chương trình Hơi Ấm Mùa Đông cho người vô gia cư ở Hà Nội. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày gần kề sang năm mới. Mình xin chúc tất cả các bạn, các quý ân nhân có một sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hơn nữa là sẽ đồng hành cùng nhóm trong những chương trình sắp tới. Chúc nhóm sẽ ngày càng vững mạnh, phát triển và thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa trong năm tới. Một lần nữa, mình xin chúc toàn thể gia đình yêu thương và phục vụ có một buổi sinh nhật thật vui vẻ và ý nghĩa. Hi, xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Hôm nay là ngày sinh nhật nhóm, cũng ngay là ngày liên hoan nhóm cuối năm. Mình xin chúc tất cả mọi người sang năm mới mạnh khỏe và gặp được nhiều sự may mắn hơn. Mình xin chúc nhóm yêu thương và phục vụ sang năm mới có thể phát triển hơn nữa và làm được nhiều chương trình từ thiện hơn để mọi người có thể tham gia và đồng hành cùng nhóm trong các chương trình sắp tới. Hey, me chuka kamita. Hey, me chuka kamita. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Bích Liễu, là một thành viên của gia đình yêu thương phục vụ. Nhân dịp sinh nhật tròn một tuổi của gia đình mình, tôi xin được chúc cho gia đình của chúng ta trong năm mới này sẽ tổ chức được nhiều hơn nữa các chương trình thiện nguyện để các thành viên có cơ hội được gắn kết với nhau và được đem tình yêu thương của chúng ta tới tất cả mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, mong rằng trong năm mới này, chúng ta sẽ kết nạp được nhiều hơn nữa các anh em để gia đình của chúng ta trở thành một gia đình lớn. Và cuối cùng, trước khi bước sang một năm mới, xin được chúc cho các thành viên cũng như các vị ân nhân và các vị khách mời có một năm mới may mắn, nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân. Chúc nhóm yêu thương phục vụ sang một tuổi mới luôn gặt hái được nhiều thành công, phát triển và cùng nhau làm được rất là nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa. Xin chào tất cả mọi người. Tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, hai thứ gần nhau, chung vào két sắt. Một phần mua đất, một phần mua nhà, một phần cho Chúa. Và chúc các bạn luôn yêu thương nhau và nhớ là phục vụ anh em của mình như Chúa đã yêu thương chúng ta. Và chúc những bạn đang em ba thì sẽ có người yêu. Chúc các bạn bắt đầu sự nghiệp thì sự nghiệp sẽ thành công. Xin chào tất cả mọi người, nhân dịp tốt niên cuối năm, đồng thời kỷ niệm và sinh nhật một năm của nhóm mình, với tư cách là một thành viên rất chi là lầy lội của nhóm, mình xin chúc nhóm là sang thêm một tuổi mới, thêm sự thành công, đoàn kết và yêu thương nhau hơn, luôn có sự đồng hành của Thiên Chúa, Mẹ Maria cùng các thánh. Happy birthday! Xin chào tất cả các bạn trong nhóm yêu thương phục vụ. Hôm nay là ngày sinh nhật nhóm, nhưng mà Bích ở xa, Bích buồn quá, tại vì Bích không lên tham gia cùng với mọi người được. Mà cũng không phải vì ở xa mà Bích không tham gia được. Ngày hôm nay là ngày em gái Bích đi lấy chồng, Bích không thể tham dự cùng với mọi người được, mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Bích cũng rất nhớ mọi người lắm đấy. Nhớ những kỷ niệm mà Bích được giao lưu, chia sẻ cùng những cuộc thiện nguyện thật là ý nghĩa cùng với nhóm mình. Nhớ những các anh chị thành viên nhóm cũ như là chị Hoa Hồng, anh Hương Duy, chị em Oanh, anh Linh, Phụ Khoa, em Tiến và Nấm Đùn, cô Hằng, em Bích Liều đấy.
và những thành viên mà Bích chỉ có gặp một hai lần thôi. Bích còn giờ không còn không nhớ tên nữa. Mong mọi người thông cảm cho Bích. Thôi sắp sang năm mới rồi, cũng là một năm mà sinh nhật một năm tròn một năm của nhóm mình. Bích chúc cho tất cả thành viên trong nhóm có một cái Tết thật là ấm áp, một cái Tết luôn tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa ban xuân cho gia đình mọi thành viên, cũng như chúc cho nhóm mình có một luôn ngày càng mạnh hơn và có những cung thiện nguyện thật là ý nghĩa và những có những chương trình mà mang đến cho những người xung quanh biết là nhóm yêu thương như thế nào, vì nhóm yêu thương mình là nhóm yêu thương cho đi, luôn cho đi những gì mà mình có thể cho đi được. Biết nói gì bây giờ khi mà biết được xa thế này, biết nhớ mọi người mà không được gặp mặt, nhưng mà biết rất mong một ngày sớm nhất bước lên Hà Nội tham gia cùng với mọi người. Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Khoa, đến từ gia đình yêu thương và phục vụ. Nhân dịp ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của nhóm, mình xin chúc, lời chúc của mình là bao gồm tất cả lời chúc của các bạn ở bên trên.